Hoàng Xanh xin kính chào tất cả các chú anh chị quý khán giả của Mạnh Thông Vương đang xem cái Hoàng Xanh. Thì hôm nay thì Xanh tới đây để mà thăm nhà của chị Hiền, của chú anh chị. Chị Hiền mà có ba đứa con mà vừa rồi Xanh có giúp một căn nhà đó của chú anh chị. Thì vừa qua thì Xanh cũng bận bịu quá, do bị một số cơn vu khống hãm hại Xanh nhiều quá. Một phần nào cũng ảnh hưởng tâm lý tinh thần của Xanh. Thì mình cũng buồn lắm khi mà mình bị vu khống như vậy của chú anh chị. Nhưng mà Xanh cũng không quên gửi lời cảm ơn hết tất cả các chú anh chị với khán giả Mạnh Thường Vương trong và ngoài nước lúc nào có bên cạnh Xanh. Thì hôm nay thì Xanh đã ổn định tinh thần lại rồi của chú anh chị. Giờ thì Xanh sẽ vào thăm nhà chị Hiền, coi chị Hiền có làm ăn gì chưa. Nếu mà chị có làm ăn là coi như là đâu vào đó thì Xanh sẽ gửi hết số tiền còn lại cho chị Hiền luôn, để cho chị ấy có tiền để cho mấy đứa nhỏ đi học. Thì số tiền của chị Hiền thật sự thì Xanh không có muốn giữ đâu, nhưng mà cách làm việc của Xanh thì đâu ra đó. Ví dụ xem coi một tuần, hai tuần hay là nửa tháng gì đó, khi mà ổn định hết Xanh sẽ trao đó. Nhưng mà trong khi đó một số kênh thì lại nói Xanh nó là giữ tiền và các thứ, Xanh rất là buồn đó. Mà Xanh làm việc thì Xanh sẽ làm việc theo cách của chú Mạnh Thường Vương, theo lời ý kiến của khán giả. Còn những kênh đó họ vô khống Xanh thì Xanh nghĩ cái lời nói đó nó không có giá trị đâu chú anh chị. Bây giờ thì Xanh sẽ vô nhà của chị Hiền chú anh chị ơi. Chị Hiền có nhà hay không? Rồi chào chị Hiền nha. Chào chị Hiền, chị Hiền khỏe không? Wow, cái sân này làm hồi nào mà đẹp với chị Hiền. Anh Dư chán ra hả? Chán ra bao nhiêu đó, nó không có văng sình nữa ha. Như là hết văng sình này. Bữa trước là em nhớ là đứng đây sình văng lên đây hả? Giờ hết rồi ha. Giờ trắng cho. Vậy hả? Anh Dư có lấy tiền công không? Không. Vậy hả? Anh Dư có lấy tiền cò không? Không. Nghe tiền cò là chắc xứ này có ai biết vụ mà họ chửi em, nói em cò không? Trời ơi. Tiền cò, tiền cà phê chị. Làm thư thiện lấy tiền cò vậy. Dạ. Thì em không có lấy tiền cò liền vậy đâu. Giúp dạ. Người nghèo, người khó khăn mà. Dạ, tại vì người ta vô khống em á. Dạ. Chị Hiền ơi, bây giờ thì trước khi vô nhà, bây giờ lỡ rồi em cho em hỏi thăm cây nước của mình đã ổn chưa? Dạ. Rồi bây giờ thì em qua đó ha, coi cây nước cái đã, rồi xong mình vô nhà sau. Với chú trẻ thì anh Dư có chán cái này ra cho chị Hiền nè. Giờ thì xình không còn văng nữa, tại vì nó văng ở đây thì tới đây thôi chứ không lên đây. Rồi chào các con, rồi chào các con. Trời ơi, vui quá ha. Đâu mình đi đường nào, đi đường này được ha. Dạ, rồi. Wow, cái nhà của chị Hiền lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất hết. Bước vô nhà cái thấy bóng loáng luôn. Wow ơi, giấy khen thành tích. Giỏi quá à. Cái nhìn đôi lúc mình mệt mỏi mình nhìn cái này cũng hãnh diện hả chị Hiền. Thấy cái này thấy cũng vui. Dạ. Rồi cầm đi thi mới về. Dạ hả? Dạ, thi hai ngày. Vô lúc mấy? Lúc 10. À, rồi thi có kết quả chưa con? Chưa. Vậy học bài được không? Dạ được. Học bài được hả? Dạ. Coi như là có nhà và vững tin rồi, bây giờ tiếp tục học hay cho nghỉ học. Dạ. Rồi con thì sao? Dạ học sinh khá. Học sinh khá, trời giỏi quá vậy. Rồi con chuẩn bị bước vô lớp. Lớp 6. Lớp 6. Rồi. Rồi chúc mừng các con nha. Bây giờ mình có nhà có cửa rồi, ổn định rồi. Dạ. Rồi bây giờ cho em coi cây nước coi chị Hiền. Rồi bây giờ này cái nước lên vậy phải không? Rồi. Vậy thì tốt quá, coi như là mọi thứ xong rồi ha. Dạ. Rồi chú Năm có sửa gì nữa không? Ngoài thay mô tơ có sửa gì cho mình không? Không, thay mô tơ rồi thì ra nước vậy á. Vậy hả? Là vậy dạ. Là do là nước yếu, là do dạ. Mô tơ bơm không nổi dạ. Không? Dạ. Rồi chú Năm thay rồi nó nước mạnh vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi các con tắt đi các con. Tắt đi. Chị Hiền tắt công tắc đây hả? Dạ. Vậy thì bây giờ thì chú Năm lấy của mình có bao nhiêu tiền? Lấy mô tơ này chú Năm. Chú Năm cho 100.000 nữa. Cho 100.000 nhưng dạ. Mà cái tiền này là chưa trả chú Năm phải không? Dạ dạ. Tại vì trước là em có đi làm khoan cây nước, con chú Năm có nhắc tới mô tơ này là 1 triệu. Vậy, vậy thì một lát em trao lại hết số tiền dạ. Của chị luôn thì chị sẽ trả tiền cho chú Năm ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mình vô nhà đi. Dạ. Của chú anh chị thì cây nước của chị Lệ Tuyết giúp đỡ đó thì có một số vấn đề do chú nó làm ăn là không có chất lượng á. Thì bây giờ chú Năm đã sửa rồi. Tiền mua thùng này. Dạ. Mua tủ chén. Một cái kệ để chén dạ. Hả? Dạ. Rồi cái này cái thùng này mình để làm gì chị Hiền? Để nước mưa. Chưa để mưa. Mưa. Dạ. Nhưng mà nhà mới mình á mình khoan hứng nha. Dạ. Nhà mới mình khoan hứng tại vì dạ. Nhà mới mình nó còn chất kẽm chất đĩa phải năm sau dạ. Mới hứng dạ. Được nha, dạ. Chưa dạ. Có sạch đâu nha. Dạ. Dạ. Uống bậy bạ là dạ. nó vô bao tử mình dạ. Nó dạ. Toàn là kim loại không à. Dạ. Rồi mấy hôm nay thì buôn bán là được không chị Hiền?
bệnh không được bán đâu. Vậy hả? Nhưng mà đã Dạ, có buôn bán chưa? buôn bán Buôn bán rồi. rồi, cái Dạ, xe mình đâu rồi, cái xe có mua không? xe ở gửi nhà chị Vậy hả? Rồi đi á, buôn bán được không? bán được Bán một ngày một lời một có bao nhiêu tiền? ngày lời 180.000. Thì thật sự thì em cũng hỏi bà con lối xóm rồi, thì bà con cũng có nghe nói là mua ủng hộ gì gì lắm không? Dạ, mùa ủng hộ dữ lắm. Là coi như là bán được hết chứ. Lúc trước chị bán Dạ, cái gì chị có thể chia sẻ không? mang bì cuốn hai Rồi. người bún bì á. Đồ ăn sáng là bán mấy, một ngày mấy buổi? Tầm một buổi, Một buổi sáng được phải dạ không? một buổi chiều, Một buổi chiều hả? dạ một buổi Vậy chiều là chị đi bệnh mười viện mới một về. dạ 11 giờ đi bác. 1 giờ đi bán tới chiều. Dạ Vậy thì chị nghĩ mấy bữa nay là do sức khỏe hả? dạ nó bệnh rồi, bác sĩ nói loạn gì đó. Lỗi gì? Lỗi gì con? Lỗi gì? Con biết lỗi mẹ con bệnh gì con không biết hả? Hồi nãy Không có coi giấy coi nhưng tờ mà con quên đó. hả? Không hiểu giấy tờ hả? Thì Con bây giờ nghe thì đại khái là sức khỏe thế nào rồi? người còn mệt Đỡ trong chưa? mặt. Vậy hả? Dạ Thì mệt thì mình nghỉ ngơi dạ vài ngày ha. dạ nghỉ vài ngày nữa đi bán nữa rồi. Cố gắng nghỉ ngơi đi rồi mình bán. Ở nhà buồn lắm. Tại vì hồi nãy khi bước vô xóm này người ta nói là chị Hiền cũng đã buôn bán rồi, em nghe tin này em mừng lắm. Cho nên thì em nói là thôi để mà em tới đây để trao tiền cho chị luôn. Tại vì cho chị làm ăn, chị đại khái là thấy nhà tươm tất quá, làm ăn mưu sinh lâu dài là mừng rồi. Ở đây mát quá trời luôn hả chị Hiền? Ở một cái vùng quê như vậy mà bây giờ có nhà cửa ấm cúng nè, rồi có cây nước nữa, rồi có điều kiện để làm ăn nữa, thì điều đó quý lắm. Quý lắm, người cảm ơn anh chị cô chú Mạnh Thịnh Vân giúp đỡ người khó khăn. Người cảm ơn em luôn. Người cảm ơn nhiều quá bằng xanh bằng anh. Điều em cảm thấy hạnh phúc nhất là khi mà em được làm nhịp cầu nối mà giúp đỡ cho ba đứa nhỏ nè, không có phải bỏ học, có điều đó rất là quý. Vậy thôi bây giờ mình vô nhà đi ha. Ủa cái công tắc này anh Dư gắn cho mình rồi ha. Gắn rồi. Rồi cái xe của mình đó là anh Dư mua bao nhiêu tiền? Mua 5,3 triệu. Anh chị ba hả? Xe đó có tốt không? Tốt. Vậy là mình Người gửi ở nhà ngoài á chứ không đem vô đây. ông gửi nhà chị Mà chị đẩy nhẹ Bảy. không? Ở nhà vô nhà lệnh Gửi hả? gửi nhà chị Bảy. Rồi cái đẩy có nhẹ không? Nhẹ á. Thoải mái không? Thoải mái Có xứng đáng mà. cái đồng tiền không? Xứng đáng mà chưa quen đẩy. Trời ơi, có nước dừa nữa hả? Nước dừa cho Qua nó đây còn chặt dừa tốn tiền nữa, mà công ta nói cò cò uống có dừa đó. lệnh dừa Hôm trước nhà nói có kênh nói em không tiền cò cà phê, giờ tao nói cò nước dừa chết em á, đừng có lấy nước ra không nữa. không có cò đâu, Các chú con ơi, Sinh chú không không lấy tiền cò tiền gì đâu. ngồi chơi đi các con. Trời, các con lát Dừng các quay con lên mạng các con nói với kênh khác nói chú là cò nước dừa chết chú á nha, chú chú không Sinh có đòi. người chú bằng anh người tốt mà không có lấy Ngồi đi tiền cả. cò lấy tiền gì đâu. Vậy hả? Trời, rồi có nói chú cò nước dừa Không. không? Sợ quá rồi, sợ sợ người ta nói buồn quá trời luôn. Ngày coi truyền hình đó thấy người ta đánh chu xanh á muốn khóc luôn á. Vậy hả? Rồi Nhìn đau không lòng hả? có lấy tiền cò lấy gì đâu. Trời ơi, nói chuyện còn muốn khóc luôn chị Muốn Hiền. khóc á. Tội nghiệp em hả? Tội nghiệp người ta đánh á. Đánh không có trúng đâu, cái đó là giống như là em cũng né được, với lại mình cũng tới đó mình nói chuyện để mà như mình hỏi thăm, cái lại mình giải quyết cho nó êm đẹp thôi, chứ cũng không có ý tới đó để mà gây sự gì đâu. Nhưng mà do cái hành động thô lỗ của họ thì thôi, để các cộng đồng thì hành động thô lỗ của họ thì được các quý khán giả của Mạnh Thường Quân thì cũng đã lên án rồi, nên chị đừng có lo hen. Cảm ơn chị rất là nhiều, thấy em vậy cũng xót. Rồi con có coi mạng không? Có thấy chú Xanh vậy thấy buồn không? Dạ buồn. Vậy hả? Tội nghiệp chú Xanh nhiều không? Nhiều. Rồi chú Xanh tới đây có đòi tiền cò nước dừa Dạ không. không? Hồi lát chú trả tiền nước dừa được không? Cô chú anh chị thì đại khái thì Xanh mỗi ngôi nhà mà Xanh tới nó đều mang niềm vui của tất cả các chú Mạnh Thường Quân tới đây, để mà giống như Xanh là một cái người mà cầu nối, là coi như là mang tới đó. Xanh thì không có tiền để giúp đâu, nhưng mà các cô chú Mạnh Thường Quân giúp thì Xanh tới đây giúp cho những hoàn cảnh nghèo, người khó khăn mà chịu khó vươn lên giống như nhà của chị Hiền, thì điều đó Xanh rất là vui, rất là hạnh phúc lắm. Bây giờ mấy đứa nhỏ là sắp được vào tiếp tục cái công việc học qua cấp mới, ví dụ như bé này thì lên cấp 2, bé này thì qua cấp 3 đó. Rồi chị Hiền thì nói chung là cũng cố gắng tần tảo để lo cho con, thì điều đó rất là trân quý luôn cô chú anh chị. Bây giờ thì Xanh cũng
đã quyết định thì trao tiền cho chị Hiền hết trong ngày hôm nay luôn, số tiền còn lại nhé cô chú anh chị. Bây giờ thì Sanh xin được phép trao tiền cho chị Hiền ạ. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, mình thân vừa đang xem cái vàng xanh, thì bây giờ thì Sanh sẽ trao tiền cho chị Hiền. Thì Sanh cũng xin chia sẻ với tất cả các chú anh chị với khán giả trong và ngoài nước, thì số tiền của những hoàn cảnh nào thì Sanh Sanh giữ thì Sanh sẽ giữ một hai hôm Sanh rồi Sanh sẽ trao thôi. Đó đâu đó rõ ràng, tại vì những hoàn cảnh đó mình giúp xong, mình có nhà xong thì mình cũng không thể nào mình trao liền với cái số tiền lớn được. Giống như nhà chị Thảo thì vừa rồi thì Sanh có trao luôn là do chị Thảo còn có mười mấy triệu thôi, nhưng mà Sanh thấy đôi vợ chồng nó cũng cũng ổn của chú anh chị, cho nên thì Sanh sẽ trao cho mười mấy triệu luôn để họ làm ăn. Còn giống như là mấy chục triệu thì Sanh để cho xem cái hoàn cảnh nó có làm ăn gì chưa. Đó tới chị Hiền thì Sanh tới đây Sanh rất là quý, khi là bố mẹ con rất là tươm tất nhà cửa rồi, cũng đã buôn bán rồi thì Sanh sẽ trao cho luôn. Cho nên thì tiền của các cô chú mạnh thường quân thì đồng tiền rất là có ý nghĩa, tấm lòng quý báu, cho nên Sanh rất là trân quý, cho nên thì trách nhiệm của Sanh phải làm đâu đó rõ ràng. Chị Hiền ơi, bây giờ thì em sẽ trao cho chị là 64.091.000, cái này là 50 triệu đi, 50 triệu em rút từ ngân hàng đây. Tại vì thật sự là tiền thì em không có giữ trong túi, khi nào mà có hoàn cảnh khó khăn á, thì em mới rút ra rồi em mới trao. Cho nên thật sự em đi làm em đem cái ba lô thôi vậy thôi chứ không có tiền đâu. Ba lô toàn là chai nước rồi không à, với sổ đâu không à. Rồi vậy thì 50 triệu chị kiểm tra trước đi, cái đó là 50 triệu á, tổng cộng là 64.091.000. Vậy thì con đếm được không, 14.091.000 nè, con đếm phụ mẹ con đếm tiền lớn trước đi con, 14.091.000 nha, với cộng dưới này là 50 triệu, đó là 64.091.000. Rồi mấy hôm nay có nôn đi học không? Dạ có. Còn bao lâu nữa con đi học? Khoảng 2 tháng nữa. Vậy hả? Rồi con ở nhà này con thấy có bị nóng không? Dạ không. Không hả? Rồi buổi tối ngủ rồi có thấy an toàn không con? Dạ An có. toàn, phải đóng cửa kín kín ha. Dạ. Rồi như là ấm cúng quá trời luôn rồi. Càng cảm thấy là như là vui lắm, chú vui lắm thì các con được vậy. Rồi 50 triệu đủ chứ chị? Dạ đủ rồi. Dạ cái cọc này là của ngân hàng, đếm cho Dạ. kỹ kỹ càng Dạ nha. kỹ rồi. Rồi. Vậy thì còn cái cọc này thì 14 triệu phải không? 14 triệu không trăm chín Đúng. mốt ngàn đúng không con? Vậy thì tổng lại là 64 triệu không trăm chín mốt ngàn ha. Dạ. Bây giờ em trao đủ nha, không có lấy tiền cò cà phê Dạ. nha. Không có lấy Rồi tiền cò tiền với số gì tiền đâu. này á, thì em gợi ý ví dụ mình gửi ngân hàng khoảng nếu mà có, nếu mà chị có tiền thì chị gửi hết, còn không có Dạ. tiền á thì chị cứ gửi 50 triệu Dạ. ha. Với số Dạ. tiền này khi nào mà khó khăn lắm á, thì Dạ. mình mới đem ra Dạ. ha. Dạ. Bây giờ thì cuộc sống của chị thế nào, mỗi Dạ. ngày mình buôn bán có đủ sống không? Rồi muôn bán một ngày dư lời 200 ngàn, Vậy một hả? trăm rưỡi 180 cũng Dạ được. dạ Dạ vậy rồi cảm ơn Mạnh Thịnh, cô chú Mạnh Thịnh Vân, rồi anh chị, rồi Hoàng Xanh Hoàng Anh luôn. dạ Dạ vậy thì là coi như là kinh tế của mình mỗi ngày là mình có cái xe đó, cái xe dạ của các cô giúp cho mình đó, là dạ mình dạ đã nói chung đủ buôn bán đủ dạ sống rồi hen. dạ Tại vì hôm nay xe chị không có đây, nếu mà có em có thể quay cho cô chú anh chị Mạnh dạ Thường Quân, những cô chú mà có lòng hảo tâm á, thấy hạnh phúc khi thấy có xe, nhưng mà cái xe nằm ở đâu lận? nằm ở nhà chị á, gọi nhà chị Vậy hả? á. Dạ quay đi chụp được không? Đi đi quay hình, quay hình Dạ hả? quay hình không? Dạ chút xíu là quay một đoạn ha, dạ tại đang gửi dạ đó phải không? dạ Quay một đoạn cho cô chú yên dạ tâm hơn dạ để dạ biết cái xe đó thế nào dạ ha. dạ Đó vậy thì bây giờ thì mình tạm thời là coi như là xong hết rồi, thì coi như là cái số tiền của chị em đã trao cho đầy đủ rồi chị Dạ, Hiền dạ, ha. dạ. Chị xin cảm ơn anh chị, cô chú Mạnh Rồi Thịnh cảm ơn Vân, nữa. dạ, rồi giúp đỡ cho Dạ chị có xe, rồi có con đi học, rồi dư tiền nữa. dạ Rồi cảm gắng chị ơn bệnh nha chị nhiều. Hiền, gắng chị Dạ, bệnh nha, tại dạ, sức khỏe quan trọng lắm á dạ, chị. rồi cảm ơn em Hoàng Anh, Hoàng Xanh luôn. Dạ không Dạ, có gì đâu, dạ. em một nhịp cầu nối mà khi hoàn cảnh đã vượt qua khó khăn á, thì em rất là hạnh phúc lắm. Thì các cô chú mạnh thường quân cũng vậy, giúp được mình mà mình có chút chí thú làm ăn, rồi mình vượt khó, rồi mình vượt qua những cái gian nan trong cuộc sống, là Dạ. điều đó rất là cô chú mạnh thường quân rất là vui rồi. Dạ. Thì chị cũng vậy, cố gắng mấy đứa cho mấy đứa nhỏ là sống thật tốt, Dạ. để sau này có thể mình có điều kiện mình đi giúp những người khác nha con nha. Bé Dạ. Cẩm nha, bé Cẩm Hà rồi ha, nhớ là lớn lên đi giúp Dạ. mình có điều kiện tốt, biết đâu mình đâu biết số, mình đâu biết đâu ngày hôm nay mình nghèo, ngày hôm sau mình lại được vươn lên hay sao, rồi mình có điều kiện mình giúp cho người khác nha, như cái tình yêu thương lan tỏa con nha. Dạ. Rồi bây giờ chú xin chào con, chào hai đứa con, ba đứa Dạ. con, rồi chào chị Hiền, Dạ, chúc chào chị anh Vân. Hiền nhiều Dạ. sức khỏe nha, tiếp Dạ. tục lo cho gia đình. Dạ. Bây giờ mọi thứ xong hết rồi, kính thưa Cảm tất cả ơn các tất chú anh cả. chị, thì đây là cái nơi mà chị Hiền gửi xe để mà bán gỏi cuốn chứ bán bún bì á. Chị Hiền ơi, cái Dạ. xe của mình là xe anh Dư mua cho hả? Dạ, anh Dư mua Dạ cho. gửi ở đây Dạ, hang, nhà mình gửi. vô không được. Dạ, gửi nhà chị. Dạ
Cái xe này bao nhiêu tiền chị Hiền? 5 triệu 3. 5 triệu 3 hả? Dạ. Để em coi coi ở dưới chắc không. Ra đây đây em cho coi cái bánh nè. Tại vì cái bánh xe nó quan trọng lắm, nó bền. Này được nè, cái này là có bạc đạn nè. Thì chị Hiền nếu mà có thời gian á, chị lấy cái nhớt cũ á, mình thoa vô hoặc là lấy mỡ bò á, cho nó không có bị xét á chị Hiền, bảo quản gọn quá ha. Rồi tiền rồi mình để dưới này hả chị Hiền? Để dưới này tiền. Khóa lại thôi, được rồi, khỏi mở đâu. Rồi đây có ngăn đây luôn ha. Có nhìn người ta làm sẵn cho mình hết chị Hiền. Làm sẵn hết luôn. Nhìn xe sạch sẽ quá ha. Chỗ này thì mình để đồ. Để đồ chưa lấy về nữa. Cái bánh xe này nhìn chắc ghê ha. Đó, xài những cái bánh thế này đó mới mới tải được cái đồ của mình nặng á. Còn bây giờ mình xài mấy cái bánh xe dở dở rồi sau này nó hư nửa chừng á. Nhẹ hả? Nhẹ. Đúng rồi, tại vì ăn thua cái bánh xe á. Vì tốt quá, anh Dư cũng tốt quá. Anh Dư mua cho phải không? Cảm ơn anh chị cô chú Mạnh Thành Vân mua xe cho các cô đang xem chắc vui lắm á. Khán giả là mừng lắm. Chúc chị làm ăn phát tài, làm mạnh khỏe, trăm năm hạnh phúc. Dạ trời ơi, cái xe đẹp quá. Cái xe này em bước vô là em ưng ý cái chỗ là cái chỗ mà cái bánh xe đó. Nó cái sườn nó cho chắc chưa. Nhẹ ha. Dạ. Nhẹ ha. Dạ. Rồi nhưng mà mình buông biết đẩy á, khó á, rồi đó, biết đẩy rồi nhẹ. Nhưng mà em góp ý nha, mình làm mình buôn bán nhớ là có bao tay nha. Dạ, bao tay. Bao tay không? Dạ, mua. Tại vì mua cái tay mình đẩy cái này rồi, tới khi mà mình làm mua đồ ăn á, mình phải đeo bao tay. Rồi. Bao tay. Thì chị Hiền ơi, số tiền của chú Năm hôm trước là 1 triệu tiền tiền thêm motor á. Dạ, dạ. Thì em trao cho chị số tiền đó rồi, thì nữa chú Năm có vô đây á, thì chị trả cho chú Năm đi ha. Dạ, dạ. Đó 1 triệu đó ha. Tại cái đó là motor nó bị hư á. Thêm một cái nữa là hồi nãy là em cộng số tiền 50 đô của cô Lâm Hoàng ở Mỹ á, là cô ủng hộ cho 50 đô á, là tương ứng với 1 triệu 160 ngàn đồng á, là số tiền đó là cô muốn cho chị là sửa sang lại cái bàn thờ cho rộng ra nữa. Nếu mà chị có gặp anh Dư, có số điện thoại anh Dư không? Có. Có phải không? Có. Điện thoại anh Dư vô đây để mà làm cái bàn thờ cho rộng rộng, để mình thờ cúng Phật ra cho dễ, mình để bình hoa nữa. Bữa sau em có tới đây thăm á thì hy vọng cái bàn thờ nhà mình nó có đầy đủ, có nước nè, có bông hoa rồi thỉnh ngài thờ ngài nha. Chị nha. Số tiền này tấm lòng của cô Lâm Hoàng ở Mỹ, cô ủng hộ cho 50 đô là em cộng như lúc nãy đó. Đó rồi cái số tiền 1 triệu kia thì chị trả cho anh ấy đi, anh con của chú Năm á, anh Khoa. Dạ thì số tiền 1 triệu đó thì chị trả cho chú Năm đi ha. Tại vì em làm việc đâu đó rõ ràng, đó tiền của chị thì em nói đâu đó rõ ràng ha, vậy coi như là xong hết rồi ha. Rồi chị xin cảm ơn anh chị cô chú Mạnh Thành Vân giúp đỡ cho xe, cho xe đẩy bán mỗi ngày, rồi cảm ơn nhiều. Rồi vậy chúc cho chị là làm ăn phát tài ha, mua may bán đắt ha, được bà con lối xóm thương rồi nấu ăn càng ngày càng ngon, rồi có nhiều sức khỏe để nuôi con nha. Xin chào chị ha. Rồi cảm ơn em Bằng Xanh rồi Bằng Anh luôn. Dạ được rồi. Em làm cầu nối, em thấy chị như vậy em rất là hạnh phúc. Rồi không có lấy tiền cò lấy gì đâu. Dạ không sao, bà con quý khán giả cũng biết rồi. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, với Mạnh Thường Vương đang xem cái Hoàng Xanh, bây giờ thì Xanh xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị quý khán giả trong những video tiếp theo của Xanh. Giờ chị Hiền mình chào cô chú quý trả đi. Rồi xin được chào ạ.